bấm tay đấy. Sau đây tôi xin giới thiệu quý vị các bạn cách sử dụng những loại máy mà không sử dụng pin tích và những lưu ý. Thứ nhất đây là máy IDM không sử dụng pin tích, đây là loại máy được sử dụng nhiều nhất với mức giá trung bình. Đây là loại máy TM01, loại máy đang bán ở trên website nguồnmay.com. Với bộ máy này thì về mặt cơ bản đều giống nhau, và về hình thức thì có hai điểm khác nhau là ngắn hơn nhau thôi. Nhất là tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng với máy TM01. Đây là bộ nguồn của máy TM01, thì máy TM01 và IDM01 sử dụng không pin tích thì đều giống nhau, đều sử dụng bộ đổi điện 7V. Có nhiều khách hàng sử dụng ra thị trường mua bộ đổi điện 10V thì đều không tốt cho máy và tốc độ quá cao và sẽ làm cháy động cơ của máy. Hướng dẫn các bạn sử dụng. Trước hết các bạn cắm sạc vào điện. Thì tất cả các máy này, hai máy này thì lỗ cắm điện nguồn đều ở sau máy hết, đều cắm ở sau máy hết, công tắc đều giống nhau. Cần phải cắm này, ví dụ bật máy đều chạy, điều chỉnh tốc độ ở đây, điều chỉnh chiều dài kim ở đây, có thước đây, chỉnh ở đây. Máy thứ hai cũng vậy, điều chỉnh tốc độ ở đây và lún cao su đen chính là điều chỉnh chiều dài kim. Nó sẽ đưa cái vỏ ra và kim đi vẫn tốc độ như vậy. Khi bạn lắp kim thì hai máy đều lắp giống nhau. Kim các bạn không thể để thẳng mà đều phải uốn một góc cong, đều uốn một góc cong, đưa kim vào trong, đưa kim vào lỗ kim, đưa xuống, bạn cắm cái kim. Cái kim bạn đưa đầu nhựa vào, bạn cắm, bạn thử đẩy. Chú ý kim nếu như bạn chưa cắm hết ấy, bạn ấn thật sâu cho kim xuống hết, xuống hết, cắm xuống hết đấy. Hiện nắp vào và kim vẫn còn thò dài là cắm chưa hết, bạn phải điều chỉnh kim đấy. Chú ý nhiều bạn vẫn cứ rút cái vỏ ra là sai, bạn phải cắm kịch, cắm cái đầu vỏ cái đầu dẫn kim xuống, có thể điều chỉnh kim thò ra. Đấy, kim thò ra có thể 1mm. Đấy. Các bạn thực hiện xong. Đấy. Chúng ta xem điều chỉnh tốc độ. Nhanh chậm. Đấy. Các bạn nhìn thấy máy chạy rất êm. Khi dùng bạn đầu tiên bạn sẽ tắt máy, rút điện. Và chú ý là bạn vặn cái kim cho thụt hết đầu kim vào, để tránh chạm vào tay có thể lây bệnh truyền nhiễm từ người khác sang. Đối với máy khi mà bạn tháo ra thì bạn cũng chú ý là tháo vỏ, rút vỏ, rút kim rất chặt. Tôi sẽ lắp sang máy IDM này cũng giống hệt nhau, bạn đều lắp đều phải bẻ kim giống nhau, nếu không bẻ kim thì nó sẽ lỏng như thế này. Khi mà kim thẳng thì sẽ trôi kim ra, bạn thấy chưa, rất lỏng. Khi bạn để xong thì uốn nó sẽ rất là chặt. Đấy, bạn ấn xuống kịch, tức là bạn phải ấn xuống khi nào là kim kịch thì thôi. Tại vì chiều dài của kim là 50mm, tương đương với 5 phân. Đấy. Bạn thử ướm qua. Đấy, như thế này là đã đạt. Ấn xuống. Kim dài. Nếu chú ý mà khi bạn cắm dài thì chứng tỏ rằng là vẫn còn dài như vậy, chứng tỏ là bạn chưa cắm chưa hết. Đấy, bạn thử chúng ta cắm lại. Bạn sử dụng cái kim kẹp thì bạn có thể ấn sâu chúng ta hơn. Đấy. Ok. Bạn cắm hết, bạn điều chỉnh. Ok bạn. Cắm điện. Điều chỉnh tốc độ, điều chỉnh chiều dài kim, điều chỉnh tốc độ, tắt máy, quyết định nguồn, đều giống nhau. Và tôi sẽ tháo ra. Cảm ơn các bạn, nhà hàng máy của tôi. Ok.